Đi học sợ thiệt. Em học thì thằng kia nó không học, nó vẫn đi làm buôn bán đều đều, cũng giàu. Em học trả giàu. Đấy là mày nghĩ ngắn, mày nghĩ dài ra. Thằng ấy làm gì có cửa, trước sau đi tù. Đi tù trăm trăm. Các bạn ạ, có kiếm được cũng không giữ được của má. Có học đâu giữ. Đấy. Tôi sinh ra và lớn lên là một cái thằng thiếu thán, sức khỏe yếu, nhà thì nghèo. Khi có hai cái đó thì con người ta mất toàn bộ ý chí. Cho nên là khi tôi còn trẻ, bắt đầu lớp 7 cho đến lớp 10, hồi đó không hề là 12, sau đó lên đại học, tôi rú suốt ngày chỉ muốn mình. Bản chất là nó nỗi sợ hãi. Nhà nghèo cho nên tôi sau này từ cái gốc đó, tôi có lời nguyền với tôi tuyệt đối không được nghèo nữa. Và tôi không chấp nhận bất cứ một thằng lý luận nào. Vì tôi hơn ai hết tôi hiểu một cái gia đình nghèo nó khốn nạn thế nào. Cho nên điểm xuất phát nó bị cái đó. Cho nên là nhìn cái gì cũng sợ. Mà cơ bắp cuồn cuộn, tự nhiên mình có điểm tựa, đằng này yếu xìu. Sau đó thì đến tận đại học không hề, chỉ có hai thằng bạn thân để nhìn ấy. Còn là bị ăn hiếp học đường, điển hình là tôi. Thế sau đó thì tôi nhận thức được vấn đề thì vào đại học thì học không một thầy nào không nhớ đến ngày này. Học giỏi lắm. Nhưng mà lúc ra trường đi làm cũng vậy. Thì bắt đầu tôi nhận thức rất nhanh, do cái tố chất nó có rồi. Và từ cái nhanh đó thì bắt đầu mình không sợ nữa. Và tôi đã phải trả giá những năm tháng tôi nhìn thằng khác tôi sợ. Bây giờ thì nó phải sợ tôi. Sau đó thì tôi được học. Và những người thầy có thể nói vĩ đại nhất thế giới, nó tập trung vào dự án ấy. Vì ngân hàng thế giới ấy, WB ấy, nó tập hợp tiền, nó tài trợ cho tổ hợp đào tạo. Tổ đào tạo nó mới đấu thầu, nó mời tất cả những giảng viên giỏi nhất thế giới, nó bay sang Việt Nam nó làm. Nó bay sang Việt Nam nó huấn luyện. Nó huấn luyện xong thì nó chơi trò khuyến khích. Nó dạy 4 mô đun. Thì thằng nào mà giỏi xuất sắc 3 mô đun thì lập tức được học cái chứng chỉ cuối cùng. Chứng chỉ to lắm, tôi còn chồng ấy. Là đẩy sang Anh, sang Pháp, sang Malai, sang Indo. Tùy vào cái nước ấy nó mạnh cái gì để học mô đun 4, mô đun phát triển. Với mô đun đó thì tôi có quyền về Việt Nam được dạy bất cứ thằng nào ở chủ đề đó, đầy đủ pháp lý. Và kết quả là tôi được học liên tục. Và sau khi tôi được học xong thì cứ mỗi lớp nó phiên chế là 25 thằng. Không một thằng nào học xong mà không vứt tài liệu lại. Những bộ tài liệu bản quyền của nó, cho nên lớp nó đắt lắm. Thế mà các cậu vứt. Thế là tôi cứ thế tôi gom tài liệu. Và tài liệu nó đóng chuẩn dày thế này. Và nhờ những cú tài liệu đó mà tôi trở thành một thằng dương hoàn toàn khác. Mà trong chương trình huấn luyện thì nó huấn luyện cực nặng về kỹ năng sư phạm. Môn lợi hại nhất mà khi làm giám đốc là môn nói trước đám đông. Sau đó bọn tôi thực tập ở ngân hàng Barclays, thực tập tại thị trường chứng khoán London. Sau đó bọn tôi nhảy sang, thú vị nhất, nó dạy mình cái cách tuyên truyền, cách thuyết phục và đặc biệt là cách nén thông tin. Sau đó là học tiếp. Tất cả học bằng thực hành hết chứ không có lý luận. Học tiếp về nhà từ, nhà chữ và đặc biệt là phương pháp ngôn ngữ body. Cho nên đây là tôi giảng on ấy, chứ còn off ấy, thì phải biến mình trở thành một nghệ sĩ. Và mồm mình nói tới đâu thì cái cơ mặt mình ấy nó phải thay đổi tới đó. Và khi tôi lên truyền hình thì tất cả đài truyền hình chỉ mê nhất là ở kỹ năng body. Và kết quả không được vô duyên nhưng rất thuyết phục mà sinh động. Thì điều đó kết luận tôi muốn nói mà mọi thứ tôi có là từ học mà ra. Còn lại tất cả thằng nào cũng lại giải thích những cái tôi có là do thằng này có tố chất, hoàn toàn không đúng. Vì tố chất của tôi là từ bé nó không có tố chất, thậm chí là một thằng cực kỳ yếu về bản lĩnh. Vì cái xuất phát gia đình và sức khỏe. Cho nên tôi mới động viên mọi người, từ một thằng số 0 hoàn toàn có thể luyện được thành thằng nổi tiếng. Minh chứng là cụ thể là tôi. Chứ nếu tôi có tố chất ấy, giống như là có tố chất bóng đá của Messi, thì trường hợp ấy tôi khuyên các bạn đừng luyện theo hướng đó. Bởi vì cái yếu tố đó là yếu tố của tố chất. Trường hợp của tôi không phải tố chất. Trường hợp của tôi là do rèn luyện mà ra. Đúng nghĩa đen luôn. Yếu tố tố chất gần như không có.
bạn tin hay không tùy bạn. Lúc lớn lên rồi bà già cái suốt ngày đi đâu lu loa, cái thằng này nó đều lắm. Ngày xưa nó 20 tuổi đầu, bố thì đi công tác, mẹ ở nhà là cái gì cũng phải làm. Nhưng mà mẹ muốn đóng cái đinh, mà nhà thì chả có búa có kìm gì cả, bảo nó sang hàng xóm mượn cái búa. Mà tôi nhát đến mức tôi sợ người, con người đến mức thế này này, không dám sang để mượn cái búa nữa. Thế mà bây giờ không thằng nào dám sang mượn nó búa nữa. Vì thế cho nên tôi mới nói sức mạnh tuyệt vời của não, của hiểu biết là thế. Nó là cái key của đời người. Đấy, nó là cái KPI của đời người. Nó là chỉ số dẫn dắt, tức là có nó thì kết quả KGI sẽ bùng nổ. Các bạn đem các bạn hút vào các biến khác. Mày hút cái đó, mày thấy rõ ràng mày có tiền. Nhưng tiền đó nó không đem lại cấp số nhân, vì nó là chỉ số, không phải dẫn dắt. Thế cho nên là mình học xong mình hiểu nó mới tự tin được, thấy chưa? Thế xong đó là bắt đầu mới tìm được cái key. Mình cứ nhấn lại, ai đánh giá mình kệ, mình cứ nhảy vào mình học. Học là một dạng đọc sách. Và đọc sách nhanh nhất vì thằng thầy đã đọc dùm rồi. À, cho nên là những người người ta quái như vậy là người ta đang nắm được cái chìa khóa. Chìa khóa chính ở não. Mà não nó từ cuốn sách, tức là học năm thằng thầy mà ra. Đấy. Cho nên đời mình mà có năm thằng thầy thì có một cái đòn bẩy, bẩy tung cuộc đời. Cho nên là chịu khó đi học. Mà tôi nói mãi thì các bạn lại cứ học như kiểu để khỏi thiệt. Không, học để kiếm tiền cơ, học để ứng dụng cơ. Đấy. Trường Doanh Nhân PR.